anh chị em thân mến, tôi muốn mời anh chị em cầu nguyện đặc biệt với tôi vì tôi run quá. Tức là cái bài này tôi chỉ dạy được thành công với có ơn Chúa mới dạy được bài này. Bài này là bài rất khó chịu, tôi cũng mất giờ. Tôi định là né tránh nó mà tôi không né được. Đúng không nào? Là phải không có né được. Vâng, thế tôi xin mời mọi người đứng. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta lại đi học lời Chúa trước mình Thánh Chúa ở trong một nhà nguyện. Chưa bao giờ chúng ta làm như vậy. Hôm nay cũng là ngày gần cuối của năm 2014, và chúng ta tạ ơn Chúa vì những ơn Chúa ban trong suốt năm qua. Cái ơn mà chúng ta ít khi mà chịu tạ ơn là ơn chúng ta còn được sống. Rất nhiều người đã chết trong năm 2014, và ngay bây giờ dưới biển cũng có 162 người nằm dưới biển, bao giờ vớt lên được. Và tôi mới đi Cà Mau đó, nên khi tôi đi Cà Mau thì tôi mới biết rằng nếu tôi đứng ở đây ngay bây giờ mà tôi về được là một ơn đó. Vì tôi đi 140 cây số trên mặt nước bằng cái ô bo, nó chạy 60 cây số một giờ, không có áo phao. Và những sóng biển ở cái chỗ mà giao nhau giữa ba con sông, bởi vì tôi phải đi ra đến tận mũi Cà Mau á, là khủng khiếp. Những người ở đó nói cha hãy về nhanh lên kẻo không về kịp được, bởi vì cái ô bo nó không chạy qua được cái sóng của cái chỗ đó, bởi vì nó nhẹ quá. Đấy, nói thì để anh chị em hiểu, mà tôi không biết là sao người ta mướn cho tôi cái tàu mà người ta không có áo thì tôi phải chịu biết sao. Vâng, thành ra tôi nhắc anh chị em là nếu anh chị em còn sống ấy thì ơn đấy là quá lớn đó. Quá lớn đó. Mới có một ông cha 45 tuổi bị đụng xe chết mới hôm qua, mà ông cha nó rất giỏi, chức rất lớn ở ngoài địa phận Thanh Hóa. Đấy, và Chúa không cần chúng ta. Tôi thì già rồi nên tôi cứ nghĩ rằng Chúa mà chưa cho mình chết đó, là bởi vì Chúa còn muốn nhờ mình làm một cái việc gì đó. Mà tôi tin là anh Tuấn ở đấy, Tuấn này video này, anh ấy đồng ý với tôi. Chúa mà chưa cho mình chết vì Chúa còn muốn nhờ mình làm cái việc gì cho Chúa thôi. Vâng, và trong tinh thần đó tôi mời anh chị em chúng ta dâng cái giờ học này cho Chúa. Cái giờ học này rất là khó, có khi chúng ta cần Chúa lắm anh chị em, nếu không thì không chịu nổi được. Tôi xin Chúa cho tôi được cái ơn là biến những điều khó thành những điều dễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con mười mấy con người, chúng con dâng cho Chúa giờ học này về lễ hiển linh. Nhà chúng con có treo một ngôi sao, cứ đến lễ Giáng sinh chúng con nghĩ đến những ngôi sao. Hôm nay xin Chúa cho chúng con học được bài học này, và cho chúng con cũng thấm thía về việc làm thế nào để chúng con cũng trở nên ánh sáng cho con người ngày hôm nay đến gặp Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Trước hết tại sao mình lại không nên đọc cái bài phúc âm một lần đấy nhỉ? Tại sao mình lại hà tiện đến cái mức như thế? Mình nên đọc một lần đấy. Và anh chị em thấy bài phúc âm của chúng ta nằm ở chương 2 ấy. Anh chị em thấy cái chương 1, anh chị em có nhìn thấy không? Anh chị em lấy Matthew mà chương 1 á, là bắt đầu á, thì bắt đầu của chương 1 á, là một gia phả của Đức Giêsu đồng ý đấy. Đấy, sau đó thì đến thiên thần truyền tin cho ông Giuse. Ở trong Luca thì thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, chương 1 đấy, phải không? Đấy, thành ra chương 1 là chương về. Tôi cũng nhắc anh chị em biết trong chương 1 có một cái câu ngộ nghĩnh lắm. Mà chả có ai chịu dịch như thế một cách sát cả. Đó là trong câu số 16. Anh chị em có nhìn thấy câu 16 không? Anh chị em mà thấy cái chương gia phả đó là cứ người cha sinh ra người con. Anh chị em đồng ý không? Abraham sinh ra Isaac sinh ra con. Tứ ông cha nọ sinh ra ông con. Ngộ ghê, không hơn có đàn bà sinh ra con. Trong gia phả nguyên tắc chỉ có đàn ông hết. Chỉ có đàn ông thôi. Và chính vì thế nên trong gia phả của Matthew mà có bốn năm bà, trong đó có bà Maria nữa, mà đi vô gia phả là chuyện hơi lạ đấy. Thấy không? Tại gia phả người ta không có nói đến phụ nữ đấy. Thế
Mà những phụ nữ ở trong gia phả của Matthew thì lại là những người lý lịch có khi cũng không sáng sủa lắm, còn một số người. Nhưng mà cái câu 16 này là ngộ lắm. Anh chị em thấy, ví dụ như bây giờ anh chị em thấy câu 15 này ạ. 15 nhé. Elihud sinh Elaza, Elaza sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, có đúng không nào? Đấy, thế thì anh chị em bảo, ô, nếu thế thì câu sau thế nào cũng là Giuse sinh gì? Sinh gì ạ? Sinh gì? Sinh Giêsu, đúng không nào? Như thế là bình thường, mà ở đây không bình thường. Và như thế chính cái không bình thường đó cho anh chị em thấy là Thánh Matthew đã muốn cho thấy rằng cái việc sinh Đức Giêsu nó không có chảy theo cái dòng chảy tự nhiên. Ở đây dịch là ở tối tiếc không có mang cuốn tiếng Hy Lạp. Đấy, như tức là như thế này, Jacob sinh Giuse, Jacob sinh Giuse mà không nói Giuse sinh Giêsu mà nói là Giuse chồng của bà Maria. Chồng của bà Maria, mà từ bà này, đấy, từ bà này sinh ra Đức Giêsu, cũng gọi là Đức Kitô. Ở đây nói là bà là mẹ, mà thật ra nguyên văn không phải chữ là bà mẹ. Giuse, Jacob sinh Giuse, chồng của Maria, từ bà Maria mà sinh ra Đức Giêsu. Như thế là không phải là Giuse sinh Giêsu. Như vậy anh chị em thấy ngay cái vai trò của Đức Maria đặc biệt. Rồi, thôi bây giờ tôi trở lại chương 2 đấy, anh chị em thấy không? Đấy, chương 2 là nói về các nhà chiêm tinh đến bái lại Đức Giêsu hài nhi. Dù là ít giờ tôi cũng phải mời anh chị em nên đọc một lần. Chương 2 câu 1 đến 12. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Jerusalem cùng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ, vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo trác, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Cái câu hỏi đầu tiên mà tôi nghĩ là câu hỏi này là dễ đối với anh chị em, bởi vì anh chị em mà khéo một tí nhìn vô cái bài phúc âm anh chị em vừa đọc thì anh chị em bảo: ô, nếu thế thì dễ quá, đâu có gì khó đâu, nhìn vô thấy liền. Câu hỏi như thế này, câu hỏi số 1, bài phúc âm này có thể chia làm mấy phần? Có thể chia làm mấy phần? Vậy có ai rồi, có ai trả lời cho tôi như thế dễ nhất ấy? Nhìn vô cái cuốn sách của anh chị em là thấy người ta đã chia sẵn rồi vào đầu nữa, có đúng không nào? Anh chị em có thấy không? Rồi chị nói đi. Dạ. Chị nói hai phần, là phần thứ nhất là từ câu mấy đến câu mấy? Vậy như vậy là từ câu 1 cho tới câu 6. Phần thứ hai là từ câu 7 cho đến câu 12. Vâng.
Thế câu hỏi như vậy, tạm coi như vậy đi. Và thế câu hỏi kế tiếp là như vậy, từ 1 đến 6, 7 đến 12, các phần này diễn ra ở đâu? Mặc dù câu hỏi này hơi dở, nó không hẳn như thế, nhưng mà coi tạm coi như thế. Các phần này diễn ra ở đâu? Phần 1, cảnh diễn ra ở đâu? Ý tôi không tìm ra được câu nói cho nó rõ hơn. Tức là trong cái phần 1 á, thì cái chuyện đấy nó xảy ra ở chỗ nào? Ở chỗ nào ạ? Ở trong cung điện của vua Herode. Cung điện của vua Herode. Vâng. Anh chị em nào có ai thì ý thêm gì cho nó rõ hơn không? Cụ thể là ở đâu ạ? Cụ thể anh chị em thấy ở đâu cũng hay hay đấy. Dạ thưa cha, ở Jerusalem. Jerusalem, cung điện của Herode, rồi ở Jerusalem. Anh chị em có ai cái gì không này? Đợi để tôi nhìn xem, để tôi xem xem những câu hỏi của anh chị em. Đấy, như thế thì có lẽ là cái chữ ở đây này, cái câu 1 anh chị em nhìn coi là ở đây có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi đó, và hỏi Đức vua Do Thái mới sinh ở đâu. Đấy, thế thầy đang nguyên cái đấy. Thế tôi nghĩ chắc có lẽ là có thể trả lời Jerusalem được đấy, như anh đã trả lời. Mặc dù là ở đây Đức Giêsu thì ra đời ở Bethlehem, mà anh chị em biết á, anh chị em nhìn thấy trong cái anh chị em biết trong tờ giấy mà tôi gửi anh chị em có đề chữ Jerusalem cách Bethlehem khoảng gì ạ? 10 cây số đấy. Tức là như thế là nhìn chung vẫn là vùng Giu-đê, là vùng nam của nước Do Thái. Rồi đúng là các nhà chiêm tinh này họ từ phương Đông và họ đến Jerusalem. Đấy, như thế thì cũng có thể coi cái cảnh này ở diễn ra ở Jerusalem, khi mấy nhà chiêm tinh đến Jerusalem. Thế thì cái cảnh thứ hai đó, đối với anh chị em đó, thì cảnh thứ hai diễn ra ở đâu? Câu này dễ hơn, dễ hơi dễ hơn, chị nghĩ là ở đâu ạ? Bethlehem à? Dạ, ở Bethlehem. Vậy xong câu 1 rồi. Đấy, như thế anh chị em thấy có lẽ cảnh kia là ngay. Như vậy là hai cái cảnh cũng khác nhau về chỗ, dù là không xa nhau lắm. 10 cái số thì rất gần. Chúng ta đi qua câu số 2 coi như vậy. Thế thì câu số 2 thế này là: bạn biết gì về con người của vua Herode? Vua này sợ điều gì nhất? Rồi tôi có mòi cho anh chị em là tôi có nói rằng là xin xem cái phần dẫn vào Tân Ước của nhóm các giờ kinh phụng vụ, thì trong đó có một phần mà viết về ông vua Herode này. Tôi hỏi ông là người con người như thế nào. Đấy, thế thì ở đây anh chị em có ai biết cái chỗ mà để mà đọc không nhỉ? Có ai biết cái chỗ đấy không? À vâng, như thế xin mời. Vâng. Herode không phải là người Do Thái. Ông đã giết những người thân với nhà Mác-mô-nê để bảo vệ ngai vàng. Cũng vì tính đa nghi, ông còn giết cả người vợ Do Thái là bà Mariamê, cũng như ba trong số các con trai của ông. Dưới thời của ông, thường hội đồng Do Thái mất hết ảnh hưởng, chính ông tự cho mình có quyền bổ nhiệm và cách chức vị thượng tế. À, vâng. Như thế thì nhìn chung anh chị em nghe có nghe được cái chuyện là ông Herode như thế nào không? Ông ấy có hiền lành không ạ? Ông không hiền lành ạ. Ông ấy đã giết vợ và ông giết ai nữa? Giết con trai vì ông sợ cái gì vậy? Ông ấy sợ rằng mấy đứa con của ông ấy lên làm vua đó. Anh chị em có thể tưởng tượng không? Một ông bố làm vua bây giờ lại giết con mình vì sợ rằng con mình sẽ lên làm vua. Lẽ ra mình phải nhường ngôi cho nó, vậy giờ mình lại sợ như vậy. Đấy, và ông sẵn sàng giết cả vợ lẫn con, và vợ ông là người Do Thái. Thế thì đấy, anh chị em thấy như vậy là ông này, lúc nãy tôi hỏi anh chị em là ông này sợ điều gì nhất? Ông sợ một người xoán cái ngai vàng của ông ấy. Và anh chị em biết, hỏi một câu này cho nó đơn sơ. Đố anh chị em biết, cái ông vua Herode này có phải là ông vua Herode đã chém đầu ông Gioan Tẩy Giả không? Có hay không ạ? Dạ không ạ. Là ông là Herode cha, còn ông kia là Herode con ạ. Hay lắm, quá hay. Chị này chị nói là ông ấy là Herode cha, mà người ta gọi ông là Herode cả. Đấy, ông Herode cả. Ông ấy là một người cũng giỏi lắm. Như anh chị em có thể nhìn, để tôi sẽ mời một anh chị em nói về cái số 2 đó. Để anh chị em thấy cái số 2 ở dưới đó, có nói một chút về ông vua Herode. Tôi mời chị đọc. Herode là người Idumê, là Do Thái.
ông đã lật đổ nhà Hát-mô-nê, và ông không thuộc dòng David nên ông rất sợ bị nhà Hát-mô-nê và người Do Thái lật đổ. Ông chết năm thứ tư trước Thiên Chúa Giáng sinh. Ông sẽ cất nhiều công trình lớn như đền thờ, pháo đài, như Masada. Như vậy là ông này, như anh chị em biết, ông ấy như vậy ông ấy chết vào năm thứ tư trước khi Đức Giêsu Giáng sinh. Đấy, và đừng quên là chính ông ấy, như đã nói, vì ông ấy là cái người rất là sợ. Anh chị em biết cái ngày nhà Hát-mô-nê là cái nhà từ cái dòng họ Maccabê. Maccabê là người, là những một cái dòng họ đã khởi nghĩa để lấy lại tự do cho người Do Thái và chiếm lại đền thờ. Đấy, thế thì sau đó cái nhà Hát-mô-nê này lại không kéo dài, và nó lại rơi vào tay, về sau nó lại rơi vào tay Hê-rô-đê. Và ông ấy đã lật đổ cái nhà Hát-mô-nê của người Do Thái. Ông ấy không phải là người Do Thái hoàn toàn đâu. Và vì ông ấy không thuộc dòng David, mà đối với người ta đó, làm vua Do Thái phải thuộc dòng David. Và cái ông này ông đâu phải thuộc dòng David. Vì thế nên ông rất là sợ. Ông sợ bị lật đổ, vì ông ấy không phải là gốc Do Thái, mà lại càng không phải là thuộc dòng David. Đấy. Tuy nhiên một cái điểm son của ông ấy là ông ấy đã xây đền thờ. Anh chị em biết cái đền thờ của ông xây, và đến thời Đức Giêsu đền thờ ấy vẫn xây chưa xong. Đến giờ xây từ thời của ông đến Đức Giêsu mà chỉ đền thờ, cái đền thờ đấy ông ấy đã nắm quyền xây. Và tôi có đến cái chỗ pháo đài Masada này, là nó nằm ở trên gần biển chết đấy, anh chị em. Và chỗ đó ông xây một cái pháo đài rất là lớn, và người Do Thái về sau này cũng đã chết ở đấy, những cuộc khởi nghĩa họ tụ lại đó. Thế thì ở đây chỉ nhắc anh chị em rằng cái vua, ông vua Hê-rô-đê này, ông là vua Hê-rô-đê đô cha, và sau đó khi ông ấy băng hà đó thì đất nước được chia ra làm 3-4 mảnh ấy, và mỗi đứa con của ông ấy lấy một mảnh. Và cái anh Hê-rô-đê con của ông ấy mà đã giết Gioan Tẩy Giả là con của ông ấy, và lúc đấy cũng được chiếm một mảnh. Người ta hay gọi con của ông cũng gọi là vua, đúng không? Nhưng mà thật ra đúng chữ đúng có lẽ nên gọi là tiểu vương. Tiểu là bé, vương là vua, vua bé thôi. Bởi vì ông với vua đấy cũng chỉ làm vua có một phần mà thôi. Vâng, thành ra anh chị em nhớ. Và ông vua Hê-rô-đê mà con ấy thì ông nắm vùng Galilê. Và chính vì thế nên cái ông Phi-la-tô khi ông ấy bắt Đức Giê-xu và ông khám phá ra rằng Đức Giê-xu là người Galilê, thì ông Phi-la-tô đã nói thôi hãy đi về với Hê-rô-đê để cho Hê-rô-đê xử. Ông là dân Galilê thì về đấy mà xử. Đúng không? Anh chị em nhớ chuyện đấy. Đấy. Như vậy thì anh chị em thấy cái ông vua này, con người của ông ấy đặc biệt nên ở đây người ta có thể nghĩ đến cái việc là ông có thể giết. Như vậy anh chị em tại sao lại hỏi câu này? Để anh chị em mới hiểu rằng khi không mà bỗng nhiên có một phái đoàn từ xa tới và đi vô Jerusalem mà hỏi cái câu gì vậy anh chị em? Vô đó hỏi câu gì vậy? Hỏi câu vua dân Do Thái sinh ra ở đâu, mới sinh ở... Vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu? Hỏi như thế là chết người quá. Đối với ông vua này, ông nói trời ơi, tao đang ở đây thế này mà nó lại đi hỏi là vua Do Thái mới sinh ở đâu, là sẽ có đứa nào mới sinh ra ở đâu vậy ta? Và ông hoảng sợ. Con ông mà ông giết được thì chuyện này đối với ông là kinh. Như vậy anh chị em biết đấy, là cái chuyện mà ông ấy giết những trẻ em anh hài đấy thì không có thấy trong sử. Anh chị em đọc sách sử thì không thấy là ông có giết, nhưng mà cũng có thể xảy ra được. Ông này, ông ấy đã bảo vệ ngai vàng của ông ấy, và ông ấy đã dám giết con trai của ông mà giết mấy đứa. Thì nếu mà giả như cái chuyện mà có người nào đe dọa ngai vàng, thì cái chuyện ông ấy dám giết là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Số 3. Bạn biết gì về các nhà chiêm tinh? Ở đây như vậy các bạn, anh chị em thấy cái bản dịch của nhóm các giới kinh phụng vụ dịch là các nhà chiêm tinh. Ngày xưa ta gọi là gì ấy nhỉ? Ngày xưa gọi là gì anh chị ạ? Ba vua. Là ba vua, vâng, là ba vua. Còn gọi là gì nữa, có ai còn nhớ? Đạo sĩ. Các đạo sĩ, thậm chí có khi dịch là hiền sĩ. Đạo sĩ này, ba vua này, ở đây bây giờ là các nhà chiêm tinh. Mà như thế, gọi vua là không đúng ạ. Bởi vì chả có dấu vết gì cho thấy họ là vua ấy. Thế thì tại sao ở đây lại nói là các nhà chiêm tinh? Thì xin thưa rằng bởi vì ở đây mấy ông này nhìn sao mà ông ấy nghĩ ra được rằng là có một
đấng lớn lao đã được sinh ra. Như vậy những ông này đúng là những ông ngắm sao. Và như anh chị em biết á, chiêm tinh là cái chữ nó khác với nhà thiên văn học. Các chị có bao giờ để ý không? Thiên văn học là những nhà khoa học mà nghiên cứu về các vì sao. Đấy, như bây giờ nếu mà anh chị em thấy thiên văn học, anh chị em đến cơ quan vũ trụ của Mỹ ở NASA chẳng hạn, thì là đấy là những nhà thiên văn học, là những họ tính được quỹ đạo các vì sao, tất cả họ đo lường được các dòng tên của chúng tôi cũng có những nhà thiên văn, và như thế dòng tên của chúng tôi cũng có một cái đài thiên văn ở ngay ở Vatican, và ngoài ra bây giờ mới thêm một cái đài phụ nữa dựng ở bên Mỹ trên núi cao ấy, để mà có thể bắt được. Nhưng mà thiên văn là cái gì rất khoa học, còn chiêm tinh thì anh chị em bảo với tôi rằng chiêm tinh là mê tín lắm trời ơi, đúng không ạ? Và anh chị em đừng quên rằng anh chị em có ở đây có hay đi coi tử vi, có xem tử vi không? Có ai tin vào tử vi không? Đặc tính của tử vi là tin vào các gì ạ? Vào các gì ạ? Các vì sao? Các vì sao? Và như thế họ luôn luôn nói rằng là xem chị sinh ra vào cái lúc ngôi sao nào, đấy, vào giờ nào thì nó vào tròm sao nào. Và tôi nhớ tôi đã cầm cái lá số tử vi của em tôi á, là họ cũng phân ra ngày nào thế là sao nào, nó bao nhiêu tuổi sẽ dính sao này cái kia. Đối với những cái người mà coi tử vi và tin tử vi thì đời con người của chúng ta bị ảnh hưởng bởi các vì sao. Những ai tin tử vi thì phải tin như vậy thôi. Chị sinh vào năm đấy là dưới những vì sao. Thầy năng ngày xưa dường như ông Vũ Trọng Phụng có lẽ như vậy, ông ta đã nói cậu tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu, trong khi những đứa khác thì được sung sướng, tôi ở nằm trong cái viện dục anh của mấy bà sơ. Và như thế luôn luôn bị ám, con người bị ám bởi những vì sao. Thầy năng ngày xưa đó, mà ngay cả thời trước của tụi mình cũng bây giờ cũng thế, mà ngay bây giờ trong báo các bạn cũng sẽ thấy, các anh chị em cũng thấy có những cái trang tử vi mà người ta vẫn bị ảnh hưởng bởi những vì sao. Đấy, thế thì ở đây ngày xưa thì là càng tin như thế. Đấy, thì ở đây cái nhà, những nhà chiêm tinh này gọi là nhà chiêm tinh thì nó vừa là chiêm tinh nhưng nói chung là họ tin vào các vì sao rồi, và họ tin rằng cái vì sao đó nó có liên hệ đến con người. Cụ thể là gì? Đối với họ là nếu một vì sao mà nó mất đi thì có thể là một người đã chết, và có một vì sao mới xuất hiện thì như thế là có một ông vĩ nhân nào đó đang được sinh ra. Đấy, thì cái niềm tin ngày xưa của người ta như vậy, mà bây giờ vẫn người ta vẫn còn tin qua tử vi ấy chứ. Thế bây giờ các nhà chiêm tinh này, câu hỏi là họ đại diện cho ai? Đố anh chị em một câu hỏi đơn giản là những nhà chiêm tinh này có phải là người Do Thái không? Câu hỏi rất dễ, có phải là người Do Thái? Dạ thưa cha, không, những người chiêm tinh này thì chúng ta coi như là dân ngoại, nhưng mà họ đại diện cho những người giống như là chúng ta, là những người chưa biết Chúa. Vâng, họ đại diện cho chúng ta, đại diện cho những người dân ngoại, những người chưa biết Chúa. Thành ra như vậy anh chị em thấy cái bài phúc âm hôm nay là một bài phúc âm rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Để anh chị em thấy cái câu trả lời vừa qua là quan trọng ở chỗ là những nhà chiêm tinh này là người nước nào? Xin thưa là không phải là người Do Thái, họ là người ở những nước khác. Ở đây nói lên họ ở phương Đông. Phương Đông là nước nào? Không rõ, chỉ nói phương Đông vậy thôi. Nó có thể là ở vùng Ả Rập hay là vùng ở phía trên của sa mạc Syria, không rõ, nhưng mà họ không phải là người Do Thái, và chắc là họ không phải là người theo đạo Do Thái, và họ là dân người luôn luôn coi không phải là Do Thái thì là dân ngoại. Thế thì họ xuất hiện của một ngôi sao mới, đối với họ một ngôi sao mới thì có nghĩa là có một vị đã được sinh ra, và đối với họ ở đây là đấng cứu thế, và họ coi rằng họ nhìn thấy cái ngôi sao này xuất hiện, và họ dự đoán rằng cái vị vua đấy đến từ nước Do Thái, vị vua ấy mới sinh đến từ nước Do Thái. Và anh chị em tưởng tượng là họ tin như thế, và họ đã chấp nhận lên đường để đi tìm vị vua ấy, để đến với vị vua ấy. Câu hỏi số 4 chắc là dễ đối với anh chị em. Mục đích của nhà chiêm tinh, của các nhà chiêm tinh khi lên đường là gì? Nếu mà họ bắt đầu lên đường và họ từ cái chỗ xa xôi nào đó, giờ họ biết, họ tin rằng cái vì sao này mới mọc lên sáng như thế, báo hiệu sự sinh ra của một đấng cứu thế, thế thì họ lên đường thì mục đích của họ là gì? Anh chị em có thấy phải nhìn vào cái bạn Văn để trả lời câu này thì phải có bạn Văn. Họ lên đường để làm gì? Mục đích của nhà chiêm tinh khi lên đường là đến bái lạy,
vua Do Thái vừa mới ra đời. Bãi lại của chị là chính xác đấy. Họ lên đường và họ nói rằng, ồ, như vậy là có một vị vua Do Thái mới sinh ra và chúng ta cần bãi lại. Chị có thể cho biết cái câu đó là câu nào không? Đấy, cái câu, bởi vì chúng ta học Kinh Thánh mà cứ nói không như thế thì chị phải... Câu mấy ạ? Câu 2 ạ? Vâng, thế chị đọc câu 2 xem. Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bãi lại người. Tôi đến bái lại người, vâng. Như thế là họ muốn đến bái lại ạ. Thế thì câu hỏi kế tiếp rất là dễ. Có mấy động từ bái lại trong đoạn phúc âm này? Tôi biết có thể các anh chị em bị sai, bởi vì cái bản dịch này đã có một phần lỗi. Nếu mà theo bản dịch này, có mấy động từ bái lại? Dạ, 2 bái lại và 1 thờ lại. Đấy, tôi cảm ơn như vậy. Dạ, câu thứ 2 và câu thứ... Thứ 8 có con. Rồi, câu 11. Dạ. Câu 11 là thờ lại. Câu 11 nói thờ lại. Anh chị em có thể lấy bút sửa lại cuốn sách của mình, sửa chữ thờ lại thành chữ bái lại, cùng một động từ. Tôi không hiểu tại sao lại dịch là thờ lại, vẫn là cùng một động từ, bái lại. Vâng, thế thì giờ anh chị em đã thấy là như vậy là có 3 động từ bái lại. Câu 2, câu 8 và câu 11 đều là bái lại. Thế thì ở đây tôi có nói hỏi anh chị em, tôi có mời anh chị em đọc cái câu Matthew 14:33. Tôi có mời anh chị em đọc của đó để anh chị em thấy có ai bái lại ai này trong Matthew 14:33. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói: Ngài thật là Con Thiên Chúa. Sau khi người ta bái lại, sau khi có cái gì xảy ra vậy? Sau khi Chúa Giêsu truyền cho Phêrô đi trên mặt nước, Chúa Giêsu đi trên mặt nước, mặt biển hồ, đến gặp các môn đệ và truyền cho Phêrô đi trên mặt nước. Sau đó người ta bái lại Ngài. Như vậy anh chị em thấy cái thái độ bái lại là thái độ của môn đệ đối với Đức Giêsu đấy nhỉ. Họ ở trong thuyền và họ thấy Đức Giêsu đến với họ và cho Phêrô, Ngài đi trên mặt nước và Ngài còn cho Phêrô cũng đi trên mặt nước. Và điều đó người ta đã bái lại Ngài. Nhưng mà anh chị em thấy điều này là hay hơn nhiều. Đó là chương 28 câu 9, và câu 17. Tôi vừa mới nói là cái thái độ của các môn đệ đối với Đức Giêsu là bái lại, thì tôi xin báo cho biết rằng chương 28 này, Đức Giêsu ấy đã là Đức Giêsu phục sinh rồi. Và như thế thái độ của các môn đệ đối với Đức Giêsu phục sinh là 28 câu 9. Và kìa, Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: Chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Vâng. Còn bây giờ đến cái môn đệ. Môn đệ khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Vậy chúng ta thấy thái độ bái lại là thái độ của các phụ nữ đứng trước Đức Giêsu phục sinh, và thái độ bái lại cũng là thái độ không phải của tất cả môn đệ mà của một số môn đệ khi đứng trước Giêsu phục sinh, họ bái lại Đức Giêsu. Thế thì đấy, như vậy anh chị em thấy rằng, như thế anh chị em bảo thế những cái chuyện này có gì hay? Có hay đấy chứ. Có hay ở chỗ là như vậy cho thấy những nhà chiêm tinh là những người dân ngoại, họ đến gặp Đức Giêsu và họ để mục đích là để bái lạy. Mà cái cử chỉ bái lạy của những người dân ngoại này cũng là cử chỉ bái lạy của các môn đệ Đức Giêsu. Các môn đệ Đức Giêsu cuối cùng đứng trước Đức Giêsu phục sinh thì cũng bái lạy. Và như vậy anh chị em ở đây có câu hỏi như thế này rất là đơn giản: đâu là ý nghĩa của cử chỉ bái lạy? Tôi không biết anh chị em thấy thí dụ như những người theo đạo Phật chẳng hạn, khi lạy Phật là đúng là bái lạy. Có khi họ lạy ông bà. Tôi có nhìn thấy những người khi gia đình có một người chết đó, nhất là cha mẹ đó, những đứa con là phải bái lạy, đúng không? Và họ lạy rất là đàng hoàng, rất tử tế, rất long trọng. Đấy, thành ra anh chị em thấy cái người Do Thái như cũng có cái cử chỉ bái lạy này, phủ phục, và như thế thậm chí đầu đụng đất ấy. Đấy, và đụng đầu xuống đất và hoàn toàn cái cử chỉ như thế. Thành ra cái cử chỉ bái lạy này, khi nào người ta làm cử chỉ bái lạy? Khi người ta tôn trọng một người quyền cao, một người
có địa một người mà có cái vị thế cao mà chúng ta muốn bày tỏ cái lòng kính trọng thì bái lại. Nhưng mà hơn thế nữa, ở đây cử chỉ bái lại này cũng là để dành cho Đức Giêsu như là dành cho một đấng thần linh, anh chị em, chứ không phải chỉ là cái cử chỉ bái lại suông. Anh chị em biết là đối với người Anh á, là đứng trước nữ hoàng á, đứng trước nữ hoàng là phải cúi đầu, cúi đầu. Vâng, dường như là cả nữ Nhật hoàng cũng vậy, và họ có bổn phận như thế. Thế thì ở đây chỉ nhắc là như thế, nên như thế là cái cử chỉ bái lại mà các nhà chiêm tinh dân ngoại này đang làm cũng là cử chỉ bái lại mà các môn đệ Đức Giêsu làm cho Đức Giêsu. Câu số 5 à. Đấy, câu số 5. Nhưng anh chị em thấy cái bây giờ trước hết đọc câu số 5 thì tôi mời anh đọc câu Matthew chương 2 câu 6 á. Matthew chương 2 câu 6 thử xem như thế nào, rồi sau đó anh chị em nào ai lật dùm tôi để ngôn sứ Mi-kha chương 5 câu 2, rồi 2 Samuel cũng chương 5 câu 2, ngộ ghê. Hai cái đều chương 5 câu 2 hết. Bây giờ anh đã đọc Matthew chương 2 câu 6, đọc chậm cho mọi người thấy có một cái câu như vậy. Vâng. Phần ngươi hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân ta sẽ ra đời. Nhưng mà trước câu đó thì có câu gì không ạ? Trước câu đó đọc một chút thì nó nghe, tức là Matthew chương 2 câu 5 thì anh thấy như sao? Có họ trả lời tại Bê-lem miền Giu-đê. Vâng, họ là ai vậy? Họ trả lời, ai trả lời vậy? Dạ thưa cha, là các kinh sư đó cha. Trả lời ai hỏi mà trả lời vậy? Vua Hê-rô-đê hỏi các kinh sư. Vua Hê-rô-đê hỏi mấy thứ ông coi nhiều không biết, hỏi các thượng tế và kinh sư, hỏi cái gì vậy? Hỏi vua dân Do Thái sinh ra ở đâu. Vâng, hỏi vua dân Do Thái. Vậy bây giờ anh đọc lại câu 6 ạ. Vậy như vậy câu trả lời như thế nào? Phần ngươi hỏi... như vậy sau đó, sau trước câu 6 là gì? Họ trả lời đó. Họ trả lời tại Bê-lem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng. Đấy, câu rất quan trọng. Vậy câu 2 năm là quan trọng. Họ trả lời bằng cách họ nói rằng là chúng tôi biết ở Bê-lem chứ đâu nữa. Ở Bê-lem bởi vì trong sách ngôn sứ có chép rằng. Rồi anh thấy hai chấm mở ngoặc kép đúng không? Hai chấm mở ngoặc kép tức là muốn trích một cuốn sách của một vị ngôn sứ, đúng không? Mà không, ở đây có nói ngôn sứ nào không? Không. Thế thì ở đây tôi xin báo rằng như thế cái cuốn sách, cái mở ngoặc kép này là một câu trong sách ngôn sứ. Nhưng các anh chị em hỏi tôi ngôn sứ nào vậy ta? Thế thì tôi mời ai giúp tôi đọc ngôn sứ Mi-kha chương 5 câu 2. Vâng, chương 5 câu 2. Đấy, câu 1 đúng hơn. Vâng, rồi thử xem. Vâng. Câu 1 ạ. Phần ngươi hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel, nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vâng, tức là như vậy là câu 2 hay là câu 1 vậy? Anh nói là câu 1 hả? Ủa tại sao tôi, các bạn hay nói đến câu 2. Vâng, thế thì câu 1. Vâng, yeah, yeah. Vâng, vâng, câu 1. Phần ngươi hỡi Bê-lem, vâng, có chữ Bê-lem đấy. Yeah. Vâng, rồi rồi. Câu 2 thì không muốn. Vâng. Như vậy rồi rồi, Mi-kha, vâng. Đấy, thế thì như vậy là câu 1 rồi. Có thể là có cái kiểu đánh số khác chăng? Nên vậy thì anh chị em thấy Mi-kha có nói đến Bê-lem nhỉ? Phần ngươi hỡi Bê-lem đất Giu-đa. Đấy, thành ra ở đây khi mà những vị thượng tế, tư tế, kinh sư trả lời cho Hê-rô-đê thì nói rằng là đấng cứu thế là sinh ra ở Bê-lem, bởi vì tiên tri Mi-kha đã nói rồi. Nhưng mà anh chị em thấy bây giờ xin đọc 2 Samuel chương 5 câu 2 đó. Có sách đó. 2 Samuel chương 5 câu 2 thì anh chị em mới thấy rằng Matthew 26 đó là nó có cái phần giống với 2 Samuel chương 5 câu 2. Ngay cả trước kia khi ông Saul làm vua các cai trị chúng tôi, chính Ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với Ngài, chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel. Vâng. Như vậy cái câu vừa rồi 2 Samuel chương 5 câu 2 đó, thì ở đây nói đến việc
các chi tộc Israel gặp vua David và nói với nhà vua rằng ngay trước kia đó, thì trước khi hồi ông Saul còn làm vua thì chính ngài đã làm vua cai trị chúng tôi. Và đồng thời họ còn nhắc cho ông vua David biết rằng ông có nhớ không, Đức Chúa đã phán với ngài, ngài là ông vua David đó, chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel. Ở đây có chữ chăn dắt Israel, lãnh đạo Israel. Tôi đố anh chị em biết cái câu đó nó có giống giống cái gì với câu Matthew chương 2 câu 6 không? Có không? Có không? Có nào? Có là lãnh tụ, lãnh đạo. Tức là kể trong 2:6 thì nói gì, cái nửa sau thì nói gì? Vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Lãnh tụ này, thứ nhất tôi đã nghe thấy chữ của chị đọc này, lãnh tụ này, chăn dắt này, Israel dân ta, thì tôi thấy những chữ đó nằm trong gì? 2 Samuel chương 5 câu 2. Anh chị em đồng ý không? Như vậy là trong cái Matthew mà chương 2 câu 6, cái nửa sau á thì lấy từ 2 Samuel chương 5 câu 2, còn nửa đầu á thì lấy từ đâu? Lấy từ đầu Micha chương 5 câu 1 hay là câu 2 đó. Như vậy anh chị em thấy. Thế anh chị em hỏi tôi sao chả đặt câu hỏi này chi vậy ta? Thì tôi chỉ muốn nói ở, để các chị nhìn, anh chị em nhìn thấy trong số 5 tôi nói thế này. Đọc hai cuốn sách đó, hãy cho thấy rằng Matthew chương 2 câu 6 là sự kết hợp hai đoạn sách cụ ước nói trên. Anh chị em có thấy không? Thì ra Matthew khi đưa ra một cái trích dẫn như thế mà ông lấy hai cái đoạn sách khác nhau, ông ghép là một, ông ghép là một. Đấy, thành ra tại các anh chị em thấy cái kiểu trích dẫn ngày xưa của Matthew Kinh Thánh ấy, không trích dẫn theo kiểu chúng ta. Thì trích dẫn chúng ta để rõ hơn nhiều. Còn ngày xưa khi người ta trích dẫn Kinh Thánh có khi người ta trộn với nhau ạ. Bạn anh chị em hiểu không? Có khi nhiều khi anh chị em nói là ngôn sứ này mà đọc hoài không biết lấy ở đâu. Họ lấy những tư chuyện, những ngôn sứ họ trộn với nhau. Thế này khác, và ngày xưa như thế cũng là chấp nhận được. Vâng, thế câu số 6. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Này tôi xin đã cái bản dịch này, tôi có dịch khác, mọi dịch khác một tí đấy. Ngài nhà họ ra đi, này đây ngôi sao họ đã thấy ở phương đông đi trước họ. Anh chị em có thấy bản dịch của tôi là hơi khác bản dịch trong sách của anh chị em không? Anh chị em thử dò Matthew 29 này. Anh chị em dò Matthew 29 rồi cái bản dịch khác này một chút. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Này đây ngôi sao họ đã thấy ở phương đông đi trước họ, đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Tôi giữ nguyên cái câu sau bản dịch, đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Anh chị em thấy trong cái bản dịch này, tôi gạch dưới, anh chị em thấy mấy động từ vậy? Mấy động từ? Ba động từ. Động từ thứ nhất là gì ạ? Đi trước, mà bản dịch kia là dẫn đường. Thật ra không phải là dẫn đường cho bằng là đi trước. Tôi có coi các bản dịch, họ không thích dịch là dẫn đường. Đi trước, như vậy thứ nhất đi trước, thứ hai là gì? Đến. Thứ ba là gì? Dừng lại. Thế thôi. Và ở trong bản dịch này có cái chữ lại, lại thì lại chữ thêm vào. Đơn giản là họ ra đi, này đây ngôi sao họ đã thấy ở phương đông. Vậy lúc lên đường từ phương đông thì các nhà chiêm tinh này đã thấy ngôi sao, và có lẽ là ngôi sao đã biến mất chăng? Và bây giờ ngôi sao họ đã thấy phương đông thì bây giờ họ lại thấy, và ngôi sao mới đi trước họ. Đúng là đi trước thì cũng có tính diện dẫn đường thật. Đi trước họ và đến ngôi sao đấy, có thể đến cái chỗ hài nhi ở. Anh chị em có hiểu không? Rồi sau đó làm gì? Dừng lại. Câu hỏi của tôi rất khó chịu. Bạn tin có một ngôi sao đặc biệt như vậy không? Bạn tin có một ngôi sao có thể dẫn đường, có thể đến, có thể dừng lại ở một cái nhà mà nơi hài nhi ở không? Liệu có một thứ ngôi sao như thế không? Đấy là câu hỏi của tôi. Và tôi thích mọi người đều trả lời. Chị có dám trả lời không? Chị có dám trả lời, chị có tin là có một ngôi sao như thế không? Ai cũng có thể trả lời được, chả có nguy hiểm gì. Vâng, chị có thích trả lời, hay là một người khác có ai thích trả lời câu này không? Vâng, đây cô Thanh này, cô sẵn sàng trả lời. Bạn có tin là có một ngôi sao đặc biệt như vậy không? Vâng. Thưa cha, con tin. Con nghĩ là cái thời
xa xưa có thể nó có những cái dấu chỉ đó, nhưng mà thời nay thì có thể là ngôi sao chỉ là biểu tượng thôi, là một cái dấu chỉ. Mà Chúa dẫn con người đến với lại Chúa Giê-xu, nghĩa là tin rằng là có một ngôi sao thật, giống như ngôi sao mình đang treo ở ngoài này. Và ngôi sao ấy đi rề rề, có đúng không nào? Đi đúng như vậy, phải đi trước chứ. Sao đi trước? Đi trước mình à, sao đi trước? Đi trước mình, dẫn mình đến nơi, đến cái nhà, ngừng lại. Cái ngừng lại mình cũng đến tới rồi. Như thế nếu mà chỉ cho mình ngừng lại thì ngôi sao có phải có cái đuôi không nhỉ? À, dĩ nhiên là không có đuôi, sao vậy? Làm sao mà mình biết ngừng lại được? Đấy. Và tôi muốn nghe những ý kiến khác ạ. À. Có ai nói mà những ý kiến ngộ nghĩnh không? Vâng nghe. Với con thì con nghĩ là có, con tin có ngôi sao như vậy ạ. Bởi vì con cho rằng nếu như mà những nhà chiêm tinh này giỏi về thuật chiêm tinh thì rõ ràng là họ phải nhận ra được cái, và con tin là có lúc ngôi sao biến mất cho nên họ mới dừng lại ở Jerusalem và họ hỏi vua Herode. Sau đó thì ngôi sao nó xuất hiện và các nhà chiêm tinh họ lại nhận thấy được ngôi sao đó và họ cứ đi theo ngôi sao như vậy. Và rõ ràng ngôi sao phải dừng lại thì họ mới biết được rằng cái nơi đó có đức vua hài nhi sinh ra ở đó, họ mới bái lại được. Cảm ơn. Có chia cho thêm một người nữa, một người nữa được phép nói ý kiến của mình. Có ai muốn? Vâng, đây. Thưa cha, thực tế là con cũng thấy hơi lạ. Tại vì cho dù cái ngôi sao nó báo hiệu như vậy, nhưng mà khi đứng trước một cái chuồng, cái hang bò lừa mà người ta vẫn nhận ra hài nhi là đấng cứu thế, thì thực sự cái đó, cái niềm tin của họ rất là lớn. Ý con nói như vậy đó, tức là cho dù cái ngôi sao dẫn đường đó cha, nhưng mà rõ ràng khi đến cái hang đá Bethlehem á, một nơi rất là nghèo hèn, và một trẻ sơ sinh bọc tả nằm trong đó, và cha mẹ của trẻ sơ sinh đó là một người rất là nghèo, mà họ vẫn nhìn ra trong cái hang đá Bethlehem đó là nơi cái vị vua đó sinh ra, thì thực sự cái đó, cái niềm tin của họ nó phải rất là lớn. Mà họ cái nhìn của họ anh cha, vâng, nó cũng phải như thế nào họ mới nhìn được cái điều đó à. Vâng. Cái thường thì người ta không kiếm vị vua trong những nơi như vậy. À vâng, vị vua thì không ở trong cung điện. Ý chị muốn nói là khi mà ngôi sao đi như thế mà lại nhìn thấy hài nhi ở trong một ngôi nhà tầm thường như thế mà lại dám tin thì khác. Ở đây tôi muốn đặt câu hỏi là liệu có thể có một cái ngôi sao mà nó có thể đi trước mình, rồi nó chỉ đường, rồi dừng lại, liệu có thể có ngôi sao như thế không nhỉ? Ngay bây giờ ấy, anh chị em có bao giờ tin là có một ngôi sao nào để đi trước chỉ cho, thế cha đi rồi ta chỉ đường cho, rồi chỉ rồi mình cứ đi theo, rồi sau đó có một cái lúc nó ngừng lại rồi làm sao mà chỉ cái chỗ nhà nào được nhỉ? Lấy cái gì mà ngôi sao chỉ? Dạ thưa cha, con thì con lại thấy là con không có tin là có cái ngôi sao giống như vậy. Có lẽ là trong cái bản văn của Matthew thì chỉ là một cái giống như là nói cái biểu trưng một cái gì đó thôi. Vâng, tức là chị nói là ngôi sao này có thể là tượng trưng cho một cái gì đó. Câu đấy là một câu trả lời hay lắm ạ. Và vì thế nên tôi mời anh chị em đọc sách dân số chương 24 thì mình có thể hơi trả lời được câu này, là cái ngôi sao ấy có thể không hẳn là một ngôi sao thật sự, nhưng tượng trưng cho một cái gì đó. Nếu bạn ai mà đọc cho tôi đó là dân số chương 24 câu 15 đến 17 chị được không? Rồi ông cất tiếng đọc bài thơ của mình như sau: Sấm ngôn của Bileam con Bơ-ơ, sấm ngôn của người mắt vẫn mở, sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa và biết những tư tưởng của Đấng Tối Cao, được Đấng Toàn Năng cho nhìn linh thị, của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần. Tôi thấy nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi nhìn, nhưng chưa thấy nó kề bên. Một vì sao xuất hiện từ Gia-cốp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel. Được rồi, như vậy đủ rồi. Một như vậy anh chị em thấy cái chuyện này là chuyện ngộ nghĩnh lắm. Tức là ở đây anh chị em hiểu, của mấy cái này ai nói vậy ta? Tức là cái người nói đó là một cái ông ngôn sứ
tên là ở đây dịch là Bileam, hay có khi gọi ông là Balaam. Cái ông ngôn sứ này là một người dân ngoại, và ông là dân ngoại, và cái ông vua Balak này, ông ấy đã xin với cái ông ngôn sứ dân ngoại này, xin ông hãy nói một câu gì đó để mà chúc giữ cho dân Do Thái. Anh chị em hiểu không? Chúc giữ cho người ta. Mà ông này lạ thay, ông không làm được điều ấy. Tức là lúc ông không chúc giữ được, mà thay vì chúc giữ thì ông làm gì? Ông chúc lành ạ. Thay vì chúc giữ thì ông chúc lành. Và ông vua ông điên tiết lên, ông ấy nổi giận Bileam, và ông nói là ta nói đến đây để đây này, anh chị em tôi đọc câu số 10, dân số chương 24 câu 10. Vua Balak nổi giận với ông Bileam, là cái ông nói câu lúc nãy. Vua đập tay và nói với ông Bileam: ta đã vời ông đến để ông nguyền rủa quân thù của ta, nhưng này ba lần ông chỉ chúc phúc cho nó, ông đi về đi thế này thế khác đấy. Và ông ấy không chúc giữ được. Chúa không cho ông chúc giữ mà Chúa chỉ cho ông chúc lành thôi. Thành ra ở đây anh chị em thấy ở đây như vậy là cái câu chúc lành của ông ấy là thế này. Câu số 17: tôi thấy nó nhưng bây giờ chưa phải lúc, tôi nhìn nhưng chưa thấy nó kề bên. Câu quan trọng ạ, chỉ có một câu này đủ cho anh chị em rồi. Một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, cái anh dân ngoại, anh ngôn sứ dân ngoại, mà anh ta bị nói những điều Chúa muốn anh ta nói, và anh ta nói về một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp. Thế anh chị em hỏi, này, thế vì sao là cái gì? Rồi sau đó còn câu nữa, một vương trượng trỗi dậy từ Israel. Đố anh chị em biết ai là người cầm vương trượng? Vua đấy. Thế nhưng mà anh chị em như vậy là anh chị em trả lời quá hay. Một vương trượng xuất hiện từ Israel, nghĩa là có một vị vua xuất hiện. Và như thế ngay cả câu một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp thì vì sao ấy cũng tượng trưng cho ai ạ? Cho một vị vua mới sẽ được sinh ra và làm chủ nước Israel. Ở đây anh chị em thấy có một cái nốt đề thế này: vì sao cũng như cái vương trượng là cái gậy của vua ấy, thì ám chỉ một vị vua quyền thế và hiển hách sẽ xuất hiện từ nhà Gia-cóp Israel. Đấy, như vậy là ám chỉ vị vua. Lúc nãy chị này chị đã trả lời một câu rất hay, chị ấy bảo cái ngôi sao này nó có thể tượng trưng cho cái gì khác ấy. Đừng có hiểu nó một cái nghĩa vật chất là cái ngôi sao ở trên trời, mà người Do Thái tin rằng là có cái ngôi sao, mà ngôi sao tượng trưng cho vị vua. Như lúc nãy tôi nói anh chị em lúc đầu là họ tin rằng cứ khi có một vị vua hay là một vị vua rất lớn đó, sinh ra thì cái ngôi sao đấy sáng, họ tin như thế. Thì ở đây chúng ta không nhất thiết là phải hiểu về một ngôi sao vật chất, nhưng mà có khi ngôi sao đấy ít nhất là chắc chắn điều này là nói về một vị vua đấy. Thành ra lúc nãy mà nói đến cái ngôi sao mà chỉ đường đó, thì có nhiều nhà chú giải bảo rằng biết đâu là Matthew khi viết nói chuyện ngôi sao đó cũng nói đến giống như cái ông này. Ông bảo tôi thấy ngôi sao mà nè, tôi thấy cái gậy, thấy vương trượng là cái gậy của Israel. Tức là thay vì ông nói tôi thấy một ông vua, để nói thấy cái gậy, thay vì nói ông vua thì nói tôi thấy một vì sao. Anh chị em thân mến, anh chị em có nhìn trong tờ giấy mà tôi gửi anh chị em có cái số 6 ấy, vui lắm. Đấy, tôi đọc cho anh chị em nghe cái số 6 để anh chị em có cái tài liệu về Balaam hay là Bileam hay Balaam cũng thế, là một ngôn sứ dân ngoại. Ông bị vua Balak của dân Moab bắt phải nguyền rủa Israel, nhưng ông không làm được, thay vào đó ông lại chúc lành cho họ đấy. Và như thế vâng, đấy cái câu này quan trọng. Ngày xưa đó không phải chỉ Do Thái, mà người xưa vẫn thường như vậy. Người ta thường cho rằng khi một vĩ nhân, một đại nhân sinh ra hay chết đi thì sẽ có một cái điểm gì đấy nơi các vì sao. Và có những người giải thích kinh thánh giống như các chị ở đây, chị bảo không, lúc nãy có mấy chị nói là chắc là ngôi sao ấy có thật ấy. Đấy, thế thì nếu mà chị nào mà nói ngôi sao có thật ấy, là chị cũng nhiều người cũng nói như thế. Có những nhà giải thích kinh thánh về những cái vì, về cái vì sao ở Phúc Âm Matthew thì họ nói rằng có sao thật đấy, sao đấy là một vị sao mới, supernova, một vị sao mới mà anh chị em biết trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện một vị sao mới do một cái chuyển động đấy, và có những luôn luôn có những vị sao mới nảy sinh. Thứ hai, người ta bảo vì sao ấy
nó phải là vì sao chổi. Sao chổi mới chỉ đường chứ, nó phải có cái đuôi chứ. Chứ nếu không mà chỉ nhà lấy cái gì mà chỉ, lấy tay mà chỉ. Anh chị em hiểu không? Tức là cái phải sao chổi, nó có cái chổi nó quét quét này, rồi đến đụng cái nhà rồi mới chỉ. Chứ cái nhà bé tí tẹo 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 làm gì mà chỉ được. Đấy thôi. Nhưng mà có một người còn đề nghị con nói nữa, đó là có thể đó là nếu cái vì sao nó sáng bừng lên như thế là vì nó là sự giao nhau của hai cái vì sao. Vì sao một cái là Jupiter, một cái là Saturn, là thổ tinh ấy. Tức là sự giao nhau của hai vì sao nên nó thành một cái vì sao sáng bừng lên. Và như thế ông này ông nhìn thấy điều đấy. Đặc tính của những cách giải thích này là gì? Là vẫn nói rằng có một vì sao thật như vậy. Còn cách giải thích của chị này cũng hay, là cho thấy là không, có khi là đấy chỉ là cái lối nói về sao, chỉ là tượng trưng, chứ thực sự cũng không hẳn là cần phải có một ngôi sao nào đó. Nhưng mà ngôi sao như đã nói ngay từ cái lời sấm của cái ông trong sách Dân số này, ngôi sao tượng trưng cho một vị vua quyền thế sẽ chào đời. Vâng, thế anh chị em hiểu đấy, như thế là tôi cũng không có nói quá đáng về vì sao. Đấy, thế thì ở đây đọc câu số 7, đọc Matthew 2:11. Tại sao lại không thấy nói đến Thánh Giuse nhỉ? Có đúng không ạ? Lúc nãy tôi đã trả lời rồi. Và bởi vì những nhà chiêm tinh này chỉ nhìn thấy hài nhi và mẹ của người. Đấy, như vậy anh chị em mới thấy rằng có lẽ là vì cái vai trò rất là đặc biệt của Đức Mẹ. Bởi vì Thánh Giuse không phải là cha ruột của Đức Giêsu, đúng. Và Đức Maria là chắc chắn là mẹ ruột. Đấy, thì ra ở đây cũng có thể là hiểu như thế. Ở đây Thánh Giuse không được nói đến chăng? Đoán mò như vậy. Vâng. Câu số 8 dễ thương hơn chăng? Để các nhà chiêm tinh gặp được một vị tân vương thì họ đã phải chuẩn bị và phải cố gắng như thế nào? Đấy, anh chị em có đoán được không? Một cái những nhà chiêm tinh từ ở phương Đông đấy, mà bây giờ đi đến gặp được, đi họ đi tìm vị tân vương à, mà họ thấy là ồ có ngôi sao sáng như thế. À, thế họ đi tìm đến thì như thế họ phải chuẩn bị như thế nào, họ phải cố gắng như thế nào? Thế anh chị em có đoán, mỗi người nói một câu là được như thế nào? Họ phải rời bỏ quê nhà và đi thật xa và chuẩn bị những cái lễ vật thật quý để à, mang đến. Như vậy tôi cảm ơn chị. Chị nói thứ nhất là họ phải bỏ quê nhà, họ phải lên đường, họ phải lên đường đi một cuộc hành trình. Và thứ hai là chị còn có nói đến việc họ có chuẩn bị lễ vật, họ không đi tay không. Và anh chị em có biết là cái những lễ vật của họ là những lễ vật quý của cái vùng của họ, họ dâng cho Chúa cái điều quý của phương Đông. Và anh chị em biết họ dâng cái gì ấy nhỉ? Họ dâng cái gì anh chị em có nhớ không? Vàng này, và thứ hai là nhũ hương và mộc dược. Ngày xưa đó người ta hay giải thích vàng là gì, tượng trưng cho gì. Anh chị nhớ ai là người có vàng đó nhỉ? Vua đấy, vua là tượng trưng cho là vua. Thứ hai nữa, rồi nhũ hương là tượng trưng cho cái gì ấy? Ở đây thì có nói đến nhũ hương có thể tượng trưng, ở đây nói đến thần tính của Đức Giêsu, tức là tính cách là Thiên Chúa của Đức Giêsu. Và thứ ba nữa là mộc dược thì nói đến cái gì? Khi nào thì người ta mộc dược nhỉ? À, ướp xác đấy. Như vậy ở đây là nói đến cái đau khổ và cái chết ấy, anh chị em. Đấy, thành ra ở đây tôi có nói đến cái ba cái giá trị. Cái câu số 8, anh chị em thấy số 8 không? Ý nghĩa các lễ vật quý từ phương Đông. À, phương Đông là có thể là ở đây có thể là cái vùng Arabia. Arabia là Ả Rập. Bây giờ là thuộc cái vùng Ả Rập Xê Út. Đấy. Và anh chị em tưởng tượng coi, khi tôi nhìn bản đồ, tôi thấy nó là một bán đảo rộng gấp 10 lần nước Việt Nam. Rộng gấp 10 lần nước Việt Nam. 3 triệu hơn. Khoảng 3 triệu cây số vuông, gần gấp 10 lần. Nó nằm giữa Biển Đỏ và vịnh Persic, nằm ngoài lớn lắm. Và cụ thể nó nằm dưới Iraq với Iran. Đấy. Vậy thì bây giờ vàng là có thể là cái chức làm vua, trầm hương là thần tính, mộc dược là cái chịu đau khổ và cái chết. Vâng, đấy. Thế thì anh chị em thấy như vậy, anh chị em ở đây có ai thấy là phải chuẩn bị cái gì nữa không? Ngoài cái việc lên đường này, ngoài cái việc đó, cái việc là phải đem lễ vật, anh chị em thấy là để mà gặp được Chúa thì những cái nhà chiêm tinh này họ cần cái gì? À, nói như vậy dễ hơn. Để gặp được Đức Giêsu, gặp được cái người mà họ muốn thì họ cần cái gì? Ngoài cái gì ạ? Từ bỏ những cái sinh hoạt, những cái tiện nghi dễ chịu hàng ngày sinh hoạt của mình, rồi phải dấn thân nữa, phiêu lưu mạo hiểm.
đúng là có, đúng là phải bỏ, từ bỏ. Vâng. À, nhưng mà họ cần cái gì nhỉ? Một người mà họ, anh họ có cần cái gì? Anh chị em tưởng tượng thì họ cần cái gì? Họ họ à, à, còn trả lời. Cần lòng tin à? Cần lòng tin, tin vào cái gì ạ? Tin vào Đức Vua Dân Do Thái đã sinh ra. Vâng. Anh chị em có ai ở đây có nghĩ là họ cần khao khát à? À là khao khát. Dạ. Vâng, khao khát. Anh chị em có tin rằng họ cần cái đầu không? Những nhà chiêm tinh anh chị em biết không, là những người rất giỏi về khoa học của các vì sao. Nó hơi hơi giống như nhà thiên văn của mình bây giờ. Đấy, thành ra như vậy, để gặp được Chúa thì họ đã sử dụng cả cái đầu của mình, nghĩa là trí tuệ của mình, hiểu biết của mình, để mà đi tìm Chúa đấy. Ngoài chịu những điều chị nói này, nào là hy sinh, nào là từ bỏ, nào là thế đó, thế này thế khác, nào là chuẩn bị như thế, thì họ đã xài cả cái kiến thức của họ để mà đi tìm Chúa. Còn một câu nữa, đố anh chị em biết, nếu mà không có yếu tố đó, họ vẫn không tìm ra được, không tìm ra được Đức Giêsu, không tìm được vị vua mới. Đố anh chị em biết, họ còn phải nhờ ai nữa? Họ còn phải nhờ ai nữa? Mấy ông chiêm tinh phải nhờ ai nữa mới gặp được Đức Giêsu? Nhờ ai? Nhờ ai? Nhờ ai à? Nhờ ai? Nhưng mà nhờ... ai nhớ? Ủa dễ quá, nhờ ai? Trời ơi, dễ quá. Cái gì ạ? Lời ngôn sách. Cụ thể trong bài này này họ nhờ ai? Trong bài này đấy, trong chính bài này không có người đó làm gì mẹ là sao mà biết? Dạ, là nhờ ngôi sao à? Là nhờ ngôi sao. Vâng, à, nhờ đúng là trong bài này thì đúng là nhờ ngôi sao thật. Đúng là nhờ ngôi sao. Đấy, nhờ ai ạ? À? Mấy người thượng tế, người kinh sư đọc cái câu. Chính xác ạ, chính xác ạ. Chính những người thượng tế và kinh sư đấy, họ vô họ hỏi đấy, rồi mấy ông kia chỉ bảo có biết làm như đâu nữa. Và đúng là những thượng tế và kinh sư. Cảm ơn chị. Đấy, thế thì anh chị em thấy ở đây, tôi có nói với, có nói viết cái câu này: các nhà chiêm tinh vất vả lên đường theo ánh sao. Họ chuẩn bị quà rất quý, họ dùng sự khôn ngoan của dân tộc họ, rồi cộng với sự hiểu biết của họ về thiên văn để đọc các điềm trên bầu trời. Họ còn cần đến các lời sấm của các ngôn sứ do các kinh sư nói lại cho họ. Thành ra họ cũng cần nhiều thứ. Anh chị em thấy, thành ra để mà đi tìm Chúa, người ta phải tìm bằng tất cả con người mình, bằng khả năng của mình, không phải chỉ là trái tim thôi. Như anh chị vừa nói là phải có lòng khao khát, hay là những hy sinh, mà cả sự hiểu biết nữa, và cả cần phải đến nhờ người khác nữa, chứ không ai có thể tìm gặp Chúa một mình được. Vâng, thế là các lễ vật mà họ dâng thì ở đây có nói nó có ý nghĩa gì không? Thì ở đây lúc nãy có nói với các anh chị em rồi, tức là không có cần nhất thiết phải nói là như ngày xưa nói là vàng tượng trưng cho cái gì, hay là mộc dược tượng trưng cho cái gì, không quan trọng lắm. Nhưng mà chắc chắn một điều là họ đã muốn dâng cho Chúa những điều tốt nhất của họ. Câu số 9 chúng ta phải xong ngay. Trong bài phúc âm này, Đức Giêsu được gọi bằng những danh hiệu gì? Có ai hiểu câu này không? Được, trong cái bài phúc âm này, anh chị em nhìn bài phúc âm này, anh chị em thấy Đức Giêsu được gọi bằng những danh hiệu gì? À vâng. Thưa cha, được gọi là Đức Vua, Đấng Kitô, vị lãnh đạo chân giác Israel, gọi là người. Đức, câu đầu là Đức Vua, mà vua gì ấy nhỉ? Vua dân Do Thái. Đấy, cái câu rất là quan trọng. Vua dân Do Thái. Đức Vua dân Do Thái, được kế đến là gì ạ? Là Đức Kitô. Đức Kitô. Và cuối cùng là gì ạ? Vị lãnh tụ dẫn chân giác Israel. Chính xác ạ, trả lời như thế là chính xác. Và anh chị em thấy vua dân Do Thái thì cái câu đó anh chị em còn gặp ở chỗ nào nữa? Vua dân Do Thái, anh chị em có gặp câu ở đâu không? Ở Truyền Thánh Giá đấy. Truyền Thánh Giá là Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Cảm ơn ông, trả lời rất là đúng ạ. Đấy, thích ra ở đây là trong bài phúc âm này, Đức Giêsu được gọi bằng những tước hiệu gì? Nhưng mà câu hỏi này thì hay hơn này. Như vậy cả ba tước hiệu đó, mới nghe ba tước hiệu đó thì anh chị em thấy ba tước hiệu đó đều gắn liền với nước nào? Nước nào? Nước Do Thái. Đức Giêsu là Đức Vua của người Do Thái, đúng không nào? Vua của người Do Thái, rồi Kitô thì cũng là đấng được sức giàu có lẽ, và cuối cùng là đấng lãnh đạo chăn dắt gì? Chăn dắt dân tay Israel, vẫn tức là vẫn loay hoay ở trong nước Do Thái đấy. Đấy, thế thì anh chị em mới thấy rằng như vậy là trong bài phúc âm này, Đức Giêsu được gọi bằng những cái danh hiệu, những tước hiệu mà có vẻ như là giới hạn trong nước Do Thái. Vì thế tôi mới hỏi câu số 10 đấy. Tôi mới hỏi câu số 10. Đấy. Thế thì câu số 10, tại sao lại hỏi câu số 10? Bởi vì câu hỏi nó sẽ là: thế Đức Giêsu có phải là chỉ là vị vua cho người Do Thái không?
việc Đức Giêsu sinh ra có phải chỉ là tin mừng cho người Do Thái đang chờ một đấng cứu độ không? Hay là Đức Giêsu còn là một cái gì lớn hơn nhiều, và Ngài có tính phổ quát hơn nhiều, Ngài là đấng cứu độ không phải chỉ Do Thái mà còn lớn hơn nữa? Thì câu hỏi của tôi với thầy là thế này: qua việc kể lại chuyện của các nhà chiêm tinh đến bái lạy Chúa, Thánh Matthew muốn nói cho chúng ta sứ điệp quan trọng gì? Bây giờ rõ ràng là hôm nay chúng ta đọc Thánh Matthew đã viết trong cuốn sách của Ngài, Ngài kể cái chuyện những nhà chiêm tinh đi tìm ánh sao rất thơ mộng, đi tìm thấy ánh sao, đi theo ánh sao, và đồng thời để có thể gặp được vị vua mới của người Do Thái, rồi họ bái lại, rồi họ dâng quà, tất cả như thế. Thế thì câu hỏi, Thánh Matthew kể lại chuyện như thế muốn nói cho chúng ta điều gì? Có ai sẽ trả lời không ạ? Câu này là dễ. Vâng. Qua đoạn tin mừng thì theo con nghĩ Thánh Matthew gửi tới sứ điệp thứ nhất đó là muôn dân đặt niềm hy vọng vào Chúa Giêsu. Thứ hai đó là phải có sứ mạng loan báo tin mừng. Và thứ ba đó là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vâng, cảm ơn ạ. Thế chữ muôn dân là câu trả lời đầu tiên rất hay. Tức là anh chị em thấy như vậy là, nhưng mà như vậy tôi cũng thích nghe, nhưng mà bạn trả lời cũng hay lắm. Tôi có ai thích nói một cái gì khác không? Rõ hơn, ngắn hơn không? Qua cái việc mà các nhà chiêm tinh là những người dân ngoại đến gặp Đức Giêsu, vất vả tìm kiếm và cuối cùng là tìm thấy được cái người mà mình tìm thấy và bái lại, thì như thế Matthew kể chuyện như thế muốn nói cái gì? Dạ, con nghĩ là Matthew muốn nói là cái ơn cứu độ của Chúa không phải chỉ dành riêng cho người Do Thái mà là ơn cứu độ phổ quát cho tất cả mọi người ạ. Vâng. Đấy, và như thế lúc nãy tôi có nói với anh chị em rồi là ngác nhà chiêm tinh đến bái lại Đức Giêsu, đúng không? Mà bái lại cũng là thái độ của người môn đệ tin vào Đức Giêsu. Thành ra hóa ra ngay cả những người dân ngoại cũng được mời gọi để có cùng một thái độ tin vào Đức Giêsu như là những người môn đệ khác. Thành ra ở đây như vậy tôi cũng đồng ý với chị là như thế, là Thánh Matthew kể chuyện này để muốn nói lên cái ơn cứu độ của Đức Giêsu không phải chỉ khoanh vùng trong nước Do Thái và còn có sức thu hút cho tất cả những người chư dân dân ngoại nữa. Tôi cảm ơn mọi người. Dù sao thì chúng ta cũng đã xong. Vâng. Như vậy chúng ta có thể kết thúc ở đây. Thế chúng ta có thể đọc một kinh kết thúc chứ nhỉ? Vâng. Ở đây chắc anh chị em đâu có ai có cuốn Rabuni đâu. Tôi cũng thích đọc một lời nguyện ngắn. Vâng, xin mời đứng chúng ta kết thúc anh chị em. Chúng ta phải cảm ơn Chúa. Như thế anh chị em, nếu sau bản văn, sau cái giờ học này, nếu ai hỏi anh chị em là ngôi sao có thật hay không, thì anh chị em sẽ trả lời là có thật hay không? Có ạ. Cha, con nghĩ như vậy là cha, ngay lúc đó nếu mà có thực sự như vậy thì sẽ có những cái sự kiện, và cái chuyện như cha nói, hai ngôi sao nó giao với nhau thì nó ra ánh sáng rực rỡ. Thì có thì nghĩ theo kiểu La Hôi xa xưa, thì đó có thể là cái dấu chỉ mà Chúa sử dụng để dẫn các vị chiêm tinh đến với Chúa Giêsu. Nhưng mà ngày nay thì có thể là nó là biểu tượng. Câu trả lời cuối cùng có vẻ khéo lắm đấy. Rất khéo. Tôi mời các anh chị em đọc kinh sáng danh để kết thúc. Câu trả lời cuối cùng là khéo lắm, bởi vì nhắc cho chúng ta biết rằng cũng có thể là ngày xưa Chúa thu hút những người dân ngoại đến với Chúa qua ngôi sao, bởi vì họ tin rằng ngôi sao liên hệ đến việc sinh ra của đấng cứu độ, nên Thiên Chúa cũng dùng cái điều mà họ quen đấy, thời đấy thì họ dùng ngôi sao, thì có thể là Chúa cũng dùng một thứ ngôi sao, bây giờ thì Ngài không dùng nữa. Nhưng mà chính vì thế, cái câu trả lời cuối cùng nói chúng ta biết rằng nếu ngày xưa người ta đến với Chúa nhờ ngôi sao, thì hôm nay người ta đến với Chúa bằng cái gì? Có cần những ngôi sao mới không? Ngôi sao mới là ai nếu không phải là chính chúng ta? Chính chúng ta phải là ngôi sao mới ạ. Và như thế, thưa anh chị em, tôi đang định hết rồi mà tôi lại không hết được. Là tôi định nói với anh chị em rằng cái ngôi sao ngày xưa đó, nó hay đến mức độ nó hút mấy anh này, mấy anh chiêm tinh từ xa, bỏ quê như các chị nói, hy sinh đủ thứ để mà lên đường, mà cứ chăm chăm chú chú vào ngôi sao, với một cái ước mơ duy nhất là đến để gặp được vị vua mới ạ. Ngôi sao mà hút được mấy anh chiêm tinh này là một ngôi sao rất hấp dẫn. Không hấp dẫn thì không có đời nào. Mà lúc nãy có người nói là niềm tin rồi hy vọng, họ rất hy vọng ngôi sao, họ chỉ mong đến gặp.
Như thế nếu hôm nay mà chúng ta muốn hút được con người, chúng ta cũng phải là một ngôi sao hấp dẫn anh chị. Chứ nếu mà ngôi sao mà không hấp dẫn là không có ai muốn chịu lên đường đâu. Vâng, tôi chúc tất cả mọi người chúng ta cứ mỗi lần ngày lễ Giáng sinh á, chúng ta nhớ đến nhiệm vụ người Kitô hữu, chính là trở nên một thứ ngôi sao mà làm cho người ta hấp dẫn, làm người ta hiểu được và người ta lên đường. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bên và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn mọi người.